Vô. Vô đại ca. Vô. Em mời đại ca. Đi đi mày. Đi đi. Chạy đại ca. Chào đại ca. Chào đại ca. Chào đại ca. Chào đại ca. Đại ca. Anh cấm tụi bay xưng hô như vậy nghe. Lộ ra là chết cả lũ đó. Dạ. Em nhớ rồi đại ca. Dạ mời đại ca ngồi. Ở trong cái nhà kho này nóng không? Dạ nóng. Sao không gắn máy lạnh? Dạ sợ người ta để ý anh. Vậy chứ cái thằng đứng ngoài kia người ta không để ý hả? Kêu nó vô đây. Đã kêu cái thằng kia vô đây. Dạ. Ê, vô. Dạ, đi ra. Chú cứ làm ăn như vậy thì biết bao giờ cái thằng Tâm nó mới về vườn để đuổi gà. Chào đại ca. Dạ tụi em cũng đã làm hết mình rồi đại ca. À, thằng này có bộ cứng đầu quá. Cái thằng Sáu hớt tóc đó, nó khai hết với cha quan rồi. Giờ mấy chú tính sao? Dạ, em đã dạy cho thằng già đó một bài học rồi. Dạ, có khi phải tiện thằng già đó về chầu tổ tiên. Đừng làm rắc rối thêm. Chú mày ác mà còn non lắm. Dạ. Tại sao lại để cho lão già đó sống? Dạ, em hiểu rồi đại ca. Nói thiệt nghe, anh bảo kê cho mấy chú chiếm hẻm 100 làm lãnh địa. Đừng làm cho anh thất vọng, hiểu chưa? Phải nhớ một điều á, ở quê á, vợ con, cha mẹ các chú mong từng đồng từng cắt các chú gửi về. Anh thì là thương các chú lắm, cho nên mới tạo điều kiện tốt tới như vậy. Dạ, dạ anh. Em sống làm người của anh, chết cũng làm ba của anh. Vô. Chén mới nè đại ca. Mời đại ca. Em mời đại ca. Mời đại ca. Mời đại ca. Dạ em mời đại ca. Dạ. Báo cáo đại ca, em có mặt. Ừ. Chúng mày đi đâu mà tới trễ vậy? Dạ. Gọi đi. Dạ, đại ca thông cảm. Em sai nó qua gặp mấy thằng bên Thái Liên Bang thương lượng một số chuyện cho đại ca lớn. Thương lượng chuyện gì sao không báo cho anh biết? Dạ, chuyện là vậy. Mấy anh em bên Thái Liên Bang nhờ tụi em phân phối ma túy. Ai kêu mấy chú làm mấy cái chuyện đó? Dạ, đại ca lớn. Trời ơi, cái chuyện quan trọng như vậy tại sao lại không báo cho tao biết? Dạ, em xin lỗi anh. Em tưởng đại ca lớn bằng danh rồi. Gọi ngay cho ổng, tao cần nói chuyện. Dạ. Dạ. Về đây. Dạ. Dạ, em đi anh. Dạ. Em mới vừa nghe thằng Tám Sói nói là anh sai tụi nó đi rải hàng đen cho tụi Thái Liên Bang đúng không anh? Dạ không được anh ơi. Coi bộ khó lắm. Tại vì hẻm 100 chưa có an toàn. Anh thấy dân phòng đóng chốt ngay đầu hẻm. Bây giờ tụi nhỏ mà làm lùm xùm dễ gây chú ý lắm. Bây giờ trước mắt em phải tìm cách đẩy thằng Tâm ra khỏi hẻm 100 đã. Dạ anh. Dạ cứ vậy đi anh. Dạ đại ca lớn nói sao anh? Tạm dừng cái chuyện rải hàng đen cho tụi Thái Liên Bang. Mình phải giải quyết thằng Tâm xong rồi mới tính. Hay là anh cho tụi em xả nó dài dắt dao cho nhập viện vài tháng đi. Ý kiến hay đó. Nhưng mà đừng lên cơn mà chém lung tung. Anh mày không có nhiều thời gian để mà giải quyết ba cái hậu quả của mấy chú đâu. Làm cái gì cũng phải tính toán hết. Vậy giờ tính sao? Bây giờ tạm án binh bất động đi. Quan trọng là để anh đẩy yên tâm ra khỏi hẻm 100 đã. Rồi hãy xử sao cũng chưa có muộn. Còn trong thời gian này á, cấm tuyệt đối. Không được loi nhoi nghe chưa? Dạ. Trong số đàn em của chú á, có thằng nào ít lộ diện không? Dạ. Thằng Cụ Trí. Dạ. Thằng này nó có tên trong hồ sơ theo dõi ở phường không?
Dạ, hôm trước nó bảy thằng Tư vào hẻm, nhưng anh bảo nó ra ngoài sổ rồi. Vậy thì tốt. Cô Trí. Dạ. Mày nghe anh Thành và Duyên. Dạ, chào anh Thành. Chú biết mặt Tâm không? Dạ biết à. Giờ anh giao trọng trách cho chú nghe. Dạ em nghe nè, anh Thành. Chém Tâm nhé. Đừng chém chết, chém rụng tay chẳng hạn. Còn cái vụ án yết anh lo hết. Dạ chắc em không làm được đâu anh. Tại sao vậy? Em chưa từng chém ai hết. Với lại em thấy anh Tâm tốt nữa, chém anh em không có nở. Hay là anh có giải pháp nào không anh? Kêu em làm gì cũng được hết đó, nhưng mà đừng làm chuyện này là được rồi. Mày kiếm thằng này ở đâu ra vậy? Dạ anh, trước đó nó là đệ tử của mình rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, có tuyển á thì tuyển những thằng chịu chơi. Cô Trí. Dạ. Làm Tâm mất mặt quá. Hãy mau, mày thích thằng này cho tao. Dạ. Đại ca. Đại ca. Đi đại ca. Đi mày. Đại ca. Mẹ tay thôi. Nếu mà chết đó là tụi bay gặp phiền phức đó. Dạ. Thôi đừng luôn đi anh. Chứ nó sống sau này nó khai báo lung tung đánh giật rồi. Nếu mày không muốn cái mũi công án nó kéo quân xuống cái hẻm 100 này á, kiểu như thằng em dừng tay ngay đi. Hẻm mèo. Đúng rồi. Bây giờ nghe tao nè, trước mắt á mày thu xếp một thằng chưa có tiền án tiền sự chém thằng Tâm, còn tụi bay á lặn cho kỹ vô nghe chưa? Dạ. Dạ thôi bây giờ anh về ha. Anh Thành, anh ở lại nhậu với tụi em tí nữa đi. Tụi bay quánh con người ta máu me tùm lum, tao dòm tao không muốn nhậu nổi rồi. Tao rút cho nó êm. Dạ đại ca về. Dạ đại ca về. Dạ đại ca về. Dạ, đại ca.